Trong mỗi chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng thì hướng dẫn kỹ thuật phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng như là đúng thuốc, đúng cách, đúng thời điểm, đúng liều lượng vẫn được nhắc đến. Tuy nhiên, vấn đề phun thuốc sao cho đảm bảo sức khỏe vì chính bản thân người nông dân thì dường như vẫn bị bỏ quên. Trên khắp cánh đồng vào chiến dịch phòng trừ sâu bệnh thì hình ảnh những nông dân vai đeo bình phun thuốc trừ sâu đã trở nên quá quen thuộc và cũng dễ dàng bắt gặp cả những nông dân phun thuốc không đeo khẩu trang như thế này. Đây cũng là điều trở nên hết sức bình thường đối với nông dân. À, không đeo cầu trang thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nhưng mà mình nếu đã không đeo thì mình cũng phải lựa mình đi theo cái chiều gió của nó. Nhiều khi không đeo thì về là nó cũng có cái hiện tượng thế nọ thế kia. Nhưng mà bây giờ mình nó còn sức khỏe thì nó cảm thấy nó cũng bình thường thôi, không đến nỗi lắm. Thì đôi khi là cũng ngại đeo, là nhiều lúc có nóng là cứ muốn không muốn đeo nữa. Không biết từ bao giờ, chủ quan vốn đã trở thành một căn bệnh của nông dân. Chủ quan với chính sức khỏe của mình, nếu làm một phép tính nhầm thì mỗi vụ lúa nông dân ít cũng phải có tới 3 đến 4 đợt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh các loại. Và mỗi lần phun thuốc trừ sâu trừ bệnh, người nông dân phải tiếp xúc với đủ thứ thuốc độc hại nhưng không hề đeo khẩu trang hoặc bất cứ loại bảo hộ lao động nào như găng tay, ủng thì việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe là điều chắc chắn. Ngoài vấn đề bất cập đã nêu thì cũng là trong việc phun thuốc trừ sâu những nông dân phun thuốc đi ngược chiều gió như thế này cũng không phải là ít phun theo chiều gió thì mình mình nên phun là là xuôi chiều mình đi ngược là chắc chắn là hút chất độc vào người rồi biết là như thế nhưng mà ngại ngại cái nhất là như thế là đi nếu để vòng lại vòng lại bờ. thế là ngại cho là một tiện như thế là cứ đi nó hình là chữ chi mà cứ ngược đi là ngược lại mình biết là hại rồi nhưng mà mất thời gian của mình mình muốn muốn là phun cho nó nhanh để về nông dân chúng tôi hay thế đấy dù vô tình hay không thì chỉ riêng việc này cũng cho thấy sự hạn chế trong nhận thức về bảo hộ lao động của người dân như vậy chỉ xoay quanh việc phun thuốc trừ sâu của nông dân cũng có bao điều phải nhắc tới trong mỗi chiến dịch vấn đề phun thuốc theo nguyên tắc bốn đúng đã được nhắc đi nhắc lại tuy nhiên trước khi thực hiện những nguyên tắc đó thì có lẽ cũng phải nhắc nhở tới nông dân hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính mình